Khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 5, tại km 108 cộng 900 trên quốc lộ 19, đoạn qua đèo Mang Giang thuộc địa phận huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời điểm này, xe đầu kéo biển kiểm soát 81C07797 kéo theo rơ móc chở gỗ do tài xế Châu Đạt Toàn, 40 tuổi, trú tại phường Trà Bá, Pleiku, Gia Lai, điều khiển theo hướng Gia Lai đi Bình Định. Khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở xoài lưu thông cùng chiều. Trên xe đầu kéo chở xoài có hai người ngồi, chưa rõ người điều khiển là Lê Minh Thủy, 39 tuổi và Duy, 28 tuổi, cùng trú tại huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. Xe chở xoài lưu thông nhanh, khi qua đèo đã hút vào xe chạy trước khiến xe bị lật. Tài xế của xe chở gỗ may mắn thoát được ra ngoài trước khi xe bị chạy và lật. Còn xe chở xoài bị lật và bốc cháy, hai xe đều hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến ba người đi trên xe biển kiểm soát 51C91302 tử vong trong tình trạng bị cháy, gồm Lê Minh Thủy, 39 tuổi, Phạm Thế Duy, 29 tuổi, cùng trú tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, và một người khác chưa rõ danh tính. Cho đến gần 7 giờ sáng ngày 5 tháng 5, hai thi thể của xe chở xoài vẫn đang bị mắc kẹt trong cabin. Lực lượng chức năng đang tìm cách đưa hai thi thể bị đen và gãy gập nhiều khúc ra ngoài.